1, 2, 3. Listen. Holland World là chuỗi các chương trình khám phá điểm đến và các loại hình du lịch mới của tạp chí du lịch Wonderlustate. Mở đầu cho chương trình Holland World là hành trình du lịch hạng sang tới Hàn Quốc, đến ba thành phố Seoul, Busan và Jeju. Đến Jeju, nhất định bạn phải ghé thăm bảo tàng trà Osulok, thương hiệu trà lớn nhất Hàn Quốc. Đây là một không gian tuyệt vời để cảm nhận trọn vẹn thiên nhiên trong lành và tươi đẹp của đảo Jeju, cũng như văn hóa trà đạo của Hàn Quốc. Lặng ngắm đồi trà xanh trải rộng bát ngát, bạn sẽ thấy bình yên và thư giãn vô cùng. Ở đây có một lớp học trà tại một phòng rộng với bàn ghế gỗ, mùi trà thoang thoảng và cửa kính lớn nhìn ra khu vườn xanh mướt. Các loại trà Hàn Quốc thường làm từ ngũ cốc, hoa, quả khô, nhân sâm và lá trà xanh. Bộ dụng cụ trà đạo Hàn Quốc được làm theo phong cách gốm Hagi. Sự tương phản giữa màu tươi sáng của trà và tông màu trung tính, ấm áp của gốm Hagi tạo nên một nét đẹp tinh tế cho trà đạo Hàn Quốc. Nước để pha trà phải là loại nước tinh khiết từ suối tự nhiên, nước mưa hoặc sương đọng trên lá. Người Hàn thường pha trà với rất nhiều bước chậm rãi và tỉ mỉ để có được những chén trà thoảng hương thơm và địa vị ngon.